Little do you know how I'm breaking while you fall. Bây giờ mình cùng nhau làm món sò huyết nướng nha cả nhà. Nguyên liệu chúng ta cần rất đơn giản, bao gồm sò huyết, đậu phộng, sả, hành lá, rau răm và các gia vị, đặc biệt là phải có dầu hào nó mới ngon. Mình cùng nhau làm nha. Trước tiên là mình phải luộc phần sò huyết này với nước và sả. Rồi sò huyết vào ta luộc khoảng 3 cho đến 5 phút. Khi thấy sò huyết hả miệng ra thì chúng ta có thể vớt ra được rồi. Sau đó chúng ta sẽ dùng tay tách sò huyết ra, rửa sạch và úp nó xuống như thế này cho nó ráo nước, để lúc chiên nó không bị nổ, nghe tiếng nổ. Đậu phộng chúng ta ra, sau đó chúng ta sẽ lấy một bắp bỏ và giã nhuyễn. Đây là rau răm và hành thì mình sắc nhuyễn. Nên mình phi hành lên. Mình sẽ cho dầu hào vào, hạt nêm, tiêu, bột ngọt và một ít đường. Sau khi mà mình trộn đều cái gia vị này lại với nhau thì mình sẽ bắt đầu nướng. Có nhiều người thì người ta chỉ cần sắc sắc hành và cho các gia vị vào trong một cái chén, sau đó chúng ta người ta sẽ nấu sâu dầu lên, rồi người ta sẽ đổ vào phần hành lá vừa rồi. Còn mình thì mình sẽ làm như thế này để cho hành lá nó sẽ chín hơn, nó nghe mùi thơm hơn. Thêm một ít hành phi nữa nha cả nhà. Bây giờ mình chuẩn bị vị nướng để mà mình nướng phần sò huyết. Mình chỉ rải đều cái phần sò huyết lên trên đĩa. Sau đó mình sẽ múc cái phần hỗn hợp hành lá, hành phi vào. Rồi mình rắc đậu phộng lên trên luôn. Mình nướng đều từng con từng con. Nếu như thế này thì nó sẽ rất là ngon. Mình có thể ăn kèm với rau răm. Tiếng nổ lách cách lách cách này. Mình có thể vừa nướng vừa ăn, rất là ngon. Mình có thể chấm kèm với muối tiêu. Cảm ơn các bạn.